Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, đứng trước mặt quý vị đó là anh Khải Đào. Ngày hôm nay anh có mặt trong buổi tiệc gây quỹ của ứng cử viên Đinh Đức Trần, ứng cử viên chức vụ dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Và bây giờ kính mời quý vị cùng nghe bài ý kiến của anh. Trước hết là mới chào anh Khải ạ. Và xin anh cho biết cái lý do anh có mặt nơi đây cũng như là anh nhìn gì về cái khả năng của ứng cử viên Đinh Đức Trần ạ. Dạ vâng, xin chào tái ngộ anh Mai Tiến Dũng cũng như thân ái kính chào tái ngộ quý khán giả của TD Media. Thì thưa anh, rõ ràng nếu mà Michelle Steele thì trừ những người nào không hề quan tâm đến sinh hoạt chính trị của quận Cam, còn thầy nghĩ là hầu hết đều biết bà Michelle Steele rồi phải không ạ? Tức là bà từng làm giám sát viên, bà là vợ của ông Sean Steele. Và rõ ràng là có những người nói là bà là bảo mẫu, mà rõ ràng là ông Sean Steele từ năm 2004 đã nói là ông là người đào tạo ra lúc đó là sinh viên Trần Thái Văn để ra tham chính và làm nghị viên luật sư Trần Thái Văn. Thì thưa anh, nếu mà nói về là một người mà kỳ cựu đó, thì rõ ràng là bà là một người kỳ cựu, có thành tích, đúng không ạ? Từng là dân cử mấy chục năm trời, vợ của một ủy viên trung ương Đảng Cộng Hòa, chủ tịch Đảng Cộng Hòa California. Nếu mà so sánh như vậy, nhìn vô ông luật sư Đức Trần thì so với anh em mình cũng còn là trẻ, đúng không ạ? Nếu như nói như mấy cụ nói, thằng con nít, đúng không ạ? Tức là cũng chưa có thành tích, chưa có giữ một cái địa vị gì trong chính trường hết. Nhưng mà thưa anh, nếu mà nhìn ở góc độ đó mà nói là hướng đến tương lai, như anh thấy nếu mà nói như vậy là con anh không bao giờ có cơ hội à? Đúng rồi, con anh bây giờ đang đi học, anh muốn con anh ra trường là cứ phải bị mấy thằng già như mình đè đầu ngoài không? Nói mày đi ra chỗ khác chơi, mày đi chỗ khác, tao là tao làm đây mấy chục năm rồi, đúng không? Mày 18, 20 biết gì, đi chỗ khác chơi. Xã hội Mỹ nó không có như vậy, đúng không ạ? Mình phải thấy cái tiềm năng. Có thể là người ta bước, chắc chắn là Khải Bảo là bước đầu là chấp chứng, anh mới chưa có kinh nghiệm, anh phải học hỏi. Nhưng mà quan trọng là cái tiềm năng. Và Khải nhìn, Khải phải thấy cái đạo đức, cái đạo đức, cái bản chất con người, nó gọi là character, đúng không ạ? Tư cách, nhân cách, tiềm năng. Và quan trọng người ta có chịu học hỏi, người ta có tinh thần, có nhiệt tâm, thành ý để phục vụ cộng đồng hay không. Mà cái đó thì hôm qua Khải đã chứng minh rồi. Khải đã chứng minh là vợ chồng bà Michelle Steele là bàn tay lung lá đã tạo ra cái băng đảng Trần Thái Văn. Tức là thật sự băng đảng Trần Thái Văn chỉ là công việc con rối để vợ chồng Michelle Steele và Sean Steele giật dây điều khiển từ xa để mà lũng đoạn, khống chế, lợi dụng cộng đồng mình mấy chục năm nay, lợi dụng cái khối cử tri gốc Việt để họ xây dựng thế lực để họ trục lợi thôi. Bằng chứng là họ có thể ký hợp đồng với tàu cộng mấy trăm triệu đô la, đúng không? Nổi qua cái sự kiện của Andrew Đỗ là anh biết là họ có thể trục lợi được bao nhiêu từ ngân sách quận rồi. Huống hồ là họ nói chuyện, ông là chủ tịch Đảng Cộng Hòa mà. Anh tưởng tượng ông nói là tao nè, tao tụi bay yên tâm đi, mấy thằng Việt Nam này tao nắm nó trong tay tao nè, mấy con nuôi của tao, Trần Thái Văn, Chí Tạ, nói một tiếng là tụi này là chỉ cần đứng sắp bầu cử, nó đổi tên đường, nó tổ chức cho nghe nhạc, cho vài miếng chạy giò là coi như là mình phe ta đắc cử hết. Và rõ ràng là như vậy thưa anh, lợi dụng chiêu bài chống cộng, núp bóng cờ vàng, mấy chục năm nay tụi nó tự xưng là con cưng cộng đồng. Thưa anh Khải, hồi nãy thì anh nói tới vấn đề là đạo đức á, thì nghe có vẻ như thế nào đó, em chưa hiểu hết gì điều này thưa anh. Đạo đức thì rõ ràng giống như Khải nói, cứ coi như là Đức Trần là một tờ giấy trắng đi, đúng không ạ? Tức là bây giờ anh có công ty, anh mướn Khải vô, Khải làm với anh mấy chục năm rồi, ít nhất anh biết con người của Khải, khả năng của Khải, trình độ của Khải, cống hiến của Khải, đúng không? Mà giống như Khải nói, mà nếu mà thật sự mà Khải là trung thành, Khải giỏi giang, Khải có nhiều công lao thì có lẽ anh đã cho Khải trở thành là coi như đồng gọi là partner đó, đúng không ạ? Tức là cho làm chung rồi. Nhưng mà nhiều khi anh thấy cũng vậy thôi. Thì anh có sẵn sàng cho một người mới ra trường để nạp đơn với anh, ít nhất nhìn thấy không có lười biếng, không có hồi thối, không có nói năng lung tung, không có chửi thề văn tục, ví dụ như vậy. Tại sao không cho người ta cơ hội? Mà giống như ông ta là cái gì, ông ta là cựu chiến binh, đúng không ạ? Ông ta là luật sư, ông ta có vợ là dược sĩ, có nghĩa là nói như tiêu chuẩn của mấy người bao nhiêu lâu nay họ khoe khoang là rõ ràng gia đình thành đạt, gia đình đạo đức, không có đổ vỡ, không có cờ bạc rượu chè, không thiếu nợ, không khai phá sản. Ủa nếu vậy thì chỉ có cái là quý vị nói là bây giờ có thành tích hay không. Mà Khải đã nói rồi, thành tích của quý vị
là dối trá, là bịp bợm, là lợi dụng cộng đồng. 50 năm nay, ông bà Sean Steele và Michelle Steele đã nắm cái quận cam, nắm cái tiểu bang này mấy chục năm nay. Cộng đồng mình có được cái trung tâm sinh hoạt chưa? Chưa. Đừng có nói với Khải là họ không có khả năng. Một năm cái quận này không, một người giám sát viên có quyền điều hành cái quỹ 10 tỷ đô la. Thì không thể nói họ không rót ra được mấy chục triệu đô la để giúp cho cộng đồng mình có cái trung tâm sinh hoạt. Bằng chứng là bên San Jose trong vòng một nút nhạc, đúng không ạ? Họ rót xuống 60 triệu. Thành ra ít nhất mà chúng ta nên nhớ là liên bang 2 năm bầu cử một lần. Đúng không ạ? Thành ra quý vị, Khải kêu gọi mọi người cứ dồn phiếu, người Việt chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Khải hứa với anh Mai Tiến Dũng, năm nay nếu mà người Việt mình dồn phiếu cho anh Derek Trần sẽ đắc cử. Sẽ đắc cử, sẽ trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên đại diện cho Nam California, đại diện cho Little Sài Gòn. Rồi sau đó 2 năm, nếu mà quý vị là người cử tri gốc Việt mà muốn đưa đảng Cộng Hòa, đưa ứng cử viên Cộng Hòa vào thay thế anh Derek Trần, Khải sẽ, một là Khải sẽ đứng ngoài, hai là nếu mà quý vị cái ứng cử viên nó sáng giá hơn, Khải sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên đó. Nhưng cái dứt khoát là Khải thấy đến lúc mình phải loại bỏ, mình phải tiễn bà Michelle Steele ra, không còn tiếp tục để cho họ khống chế lợi dụng cộng đồng mình nữa. Nói cái chữ là khống chế và lợi dụng, tuy nhiên thì nếu nhìn lại nó, những nghị viên của khu vực này ở Little Sài Gòn nè, những người nghị viên kể cả ông dân biểu tiểu bang bây giờ là ông Tạ Đức Trí, em thấy là rất là sát cánh. Bằng chứng là ngày hôm qua thôi, họ gọi là announce cái bản freeway á, Little Sài Gòn freeway đó, thì cũng có sự hiện diện của bà Michelle Steele. Bởi vậy thưa anh, họ toàn là cho chúng ta ăn bánh vẽ, họ khinh chúng ta. Khải nói thẳng, hôm nay Khải nói thẳng, ông Lê Công Tâm là người Khải đã từng làm việc, giống như họ, ông Lê Công Tâm còn nói là giờ sẽ đào tạo Khải để lúc đó thay thế Chí Tạ mà. Ông Lê Công Tâm nói mày ngon lành hơn nó nhiều, tướng tá ngon lành, nói tiếng Anh ngon lành, và anh biết gia đình Khải đúng không ạ? Ông nói mày, nhưng mà Khải không chấp nhận cái lối suy nghĩ, cái cách làm việc đó, Khải không chấp nhận tham gia cái băng đảng đó. Và Khải nói với anh, họ biết như vậy, nói mỗi lần bầu cử tao chỉ cần tổ chức đại nhạc hội, tao cho nó bánh chạy giò. Và như vậy sao? Họ lợi dụng mình, họ biết họ núp bóng cờ vàng, họ hô hào chống cộng, đổi tên đường, vẽ bảng, đúng không ạ? Tức là chỉ có anh nhìn lại cuối cùng là bánh vẽ thôi. Còn anh biết những người tàu, những tay tài phiệt, những tay lá bức vi, nó đầu tư, nó là hoạt đầu chính trị đó, nó đầu tư, nó nuôi gà, nó đưa vào cài cắm vô để nó làm gì? Cái đó mới là cái thực sự là cái nó đối với nó mới là, một là quyền lực, hai là lợi lộc. Chứ còn cái danh hảo, ba cái tên đường đối với nó chỉ là cái bánh vẽ, nó dụ mình mà mình bị lừa, nó khinh mình. Tức là Khải từng nghe họ cười khinh cộng đồng mình là những người vô tri ngu dốt, bị họ lợi dụng, lường gạt bao nhiêu năm nay mà không biết. Cho phép Khải nói lại luôn, anh nói là Chí Tạ đúng không? Khải cho được. Khải đã nói rồi, băng đảng từ Trần Thái Văn trở về trước là do họ dựng ra, do họ đào tạo, do họ dựng ra để phục vụ quyền lợi của họ, núp bóng của họ. Anh nhớ cách đi 2 năm sau mà 10 người trong băng của họ đắc cử hết. Họ núp bóng. Thứ nhất là giống như Khải nói, ông Sean Steele, ông có thế lực trong đảng Cộng Hòa. Đúng không ạ? Một lời nói của ông có thể ngấm ngầm đằng sau, dồn phiếu, người Cộng Hòa dồn phiếu cho con gà của ông. Nếu mà họ biết là đây là gà của tao. Kính thưa quý vị đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant Cảnh sát Supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 vùng Evergreen và East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong bên Việt 8 lâu năm, nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen, cũng như vấn đề homeless, công an việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng, tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương, cảm ơn toàn thể quý vị. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, điện thoại 714-756-0946.
Restore Med Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Micro Needling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picusu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan. Liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Med Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghệ viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Thưa quý vị, tại vì bên trong hơi bị ồn, thành ra Dũng chọn phía ngoài để hỏi tiếp câu chuyện của anh Khải Đào đang nói rất là hấp dẫn. Rồi mời anh nói tiếp ạ. Dạ vâng, tức là Khải đang nói là đây không phải là conspiracy theory nữa. Có người mới gọi là cho Khải, Khải chưa tiện nói tên, nhưng mà cũng là một người rất rành những cái chuyện luật lệ và cũng có những cái buổi họp báo để phanh phui những cái sự kiện. Và người này nói với Khải hoàn toàn, cái Khải nói hoàn toàn có cơ sở và hoàn toàn khả tính. Họ còn sẵn sàng cung cấp cho Khải thêm tài liệu để chứng minh cái gọi là thuyết âm mưu mà Khải đưa ra. Trở lại là cái gì thưa anh? Họ đào tạo những người này để phục vụ quyền lợi cho họ. Là Khải nói về anh, giả dụ Khải là cộng đồng mình đi, mà Khải mình có những cái tay là tài phiệt, những cái tay mà có máu mặt đúng không, mà họp lại với nhau, Khải có thể nói với mấy anh đúng không? Khải nói mấy anh yên tâm đi, mình này tôi nắm hết trong tay. Mà khi Khải chứng minh được rõ ràng lần nào đến mình đàn em Khải mấy gà Khải nuôi là đất cử hết, thì mấy anh tin tưởng Khải không? Mà anh bắt đầu nghe lời Khải, ông đưa tiền cho Khải, ông nói cần gì mai mốt cứ gâu ta giao cho tao. Thì ông Son Siêu này ông là như vậy. Thưa anh, có nghĩa là sao? Khải đã nói rồi, ông muốn chứng minh ông là thủ lãnh chủ tịch đảng Cộng Hòa ở Nam Cali. Có nghĩa là ông đẳng cấp, anh biết ở, nếu mà nói về Hoa Kỳ thì tiểu bang Cali với tiểu bang New York là đông dân nhất rồi. Mà ông là chủ tịch đảng Cộng Hòa ở bang Cali, thì ông phải xây dựng cái thế lực. Mà ông xây gì? Anh nhớ tụi nó cứ nói tự thụ an lộc không? Tự thụ an lộc nó tự thụ cái quận cam. Ông muốn chứng minh, tụi bay thấy không, cả cái Cali này dân chủ hết, nhưng mà quận cam tao nắm nè, tao giữ đảng Cộng Hòa, đây là tao tử thụ cho tụi bay nè, cái quận cam này giao cho tao, có tụi Trần Thái Văn, có tụi Chí Tạ. Bằng chứng là anh thấy không, Chí Tạ cũng là nhân viên của bà Michelle Steele. Thao Lơ Diệp mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, chưa có gì hết, còn nhóc con ông này, ông là luật sư, ông còn có đi làm đúng không, có tiền. Còn lúc đó Thao Lơ Diệp, một thằng nhóc mới ra trường, cũng được Michelle Steele giao cho làm vô sở thuế của tiểu bang. Có nghĩa là sao? Tụi nó ăn cánh với nhau thưa anh. Và rõ ràng mấy đứa này khi mà được đào tạo, khi mà được giao chóp, mà lại nghe lời bả, được đắc cử, thì chắc chắn là phải phục vụ quyền lợi của mấy này rồi. Tụi nó là chùm mà, chùm cuối. Bằng chứng là anh biết rồi, hôm qua Khải có nói cái quỹ vận động của bà Michelle Steele, anh biết rồi gì đang tranh cử với ông này. Khi mà thấy bả hơi sa sút một cái, Elon Musk gọi điện thoại nói tao bỏ vô 1 triệu liền. Có nghĩa là cái quỹ của họ vô tận. Mà anh tưởng tượng bây giờ tụi này núp bóng của bà là sao? Nó núp bóng Michelle Steele là như vậy. Thay vì bà Michelle Steele, bà mướn Chí Tạ, một năm đã trả bao nhiêu ngàn rồi, giao cho Chí Tạ, mày đi vận động cho khu vực này cho tao. Trong khu vực của bà nó bao trùm luôn cái địa hạt của Chí Tạ không? Chí Tạ nó lại dùng cái tiền đó là đi vận động cho bà đúng không? Nó lại mướn người đi vận động cho nó luôn. Trong cái khu đó thì khi mà lấy phiếu cho bà trong một cái khu vực, ví dụ là địa hạt 45 đi, thì khi mà rớt vô cái vùng của tụi nó đó, tụi nó nói luôn cho tụi nó, vận động luôn cho băng đảng mấy thằng lôn côn, âm binh tay sai, đàn em. Rồi khi mà lấy được phiếu về, tụi nó điền hết tên tụi nó vô. Đó là lý do tại sao anh thấy lần vừa rồi 10 đứa đắc cử hết 10. Tức là Nam Qua núp bóng Chí Tạ, Chí Tạ núp bóng Michelle. Mà anh tưởng tiền nó đổ vô, với hôm qua tụi Khải khui ra nó có cái pack. Anh thấy trong vòng 2-3 tuần mà ông Son Siêu, ông đưa cho Thao Lơ Diệp 49.000 đô la. Ông David Dương đưa Thao Lơ Diệp 20.000 đô la. Khải nói đưa Thao Lơ Diệp là nói chung chung nha, nó bỏ vô cái quỹ á, rồi nghe nói rót cái quỹ là Thao Lơ Diệp là một cái người sẽ đi phân phát á. Thì anh tưởng tượng làm sao những người như Khải, những người như Thái Việt Phan, những người như Jimmy Phạm mà có thể mà cạnh tranh với họ được. Tức là họ dùng cả một cái thế lực tập đoàn, tức là đứng đằng sau là đại diện là gia đình ông Son Steele, bà Michelle Steele thôi anh. Nãy giờ thì kể như nói là họ chỉ làm cho bà Michelle Steele,
và đâu đó họ không có làm gì được cho cộng đồng. Tuy nhiên thì những người dân cử đó khi ra cộng đồng em thấy rằng về hình thức nha thì người ta vẫn rất là tôn trọng như là những người con cưng của cộng đồng mà. Và trong khi anh nói họ không làm gì được à? Anh bởi vậy Khải mới nói Khải rất là buồn. Bao nhiêu năm nay cộng đồng mình cái lòng sân hận đó anh, cái lòng căm thù cộng sản nó quá cao độ. Thành ra khi mà thấy ai chửi cộng sản, tụi này nó dùng những gì Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, anh nhìn lại đi, tụi nó thật sự có phải là chống cộng hay không? Sau này anh biết rồi, đúng không? Vợ về Việt Nam làm ăn ca hát, xin rồi Trần Nhật Phong lên tòa lãnh sự xin tiền để làm phim. Còn Trương Quốc Huy cũng vậy đúng không? Cưới cô gì hoa hậu rồi có thằng em cũng là làm ăn bên Việt Nam, cũng là cắn gì đó. Cái là tự nhiên. Thì thưa quý vị, tụi này nó không hề thật sự là người quốc gia, không hề thật lòng chống cộng. Nó chỉ dùng những đứa gọi là phường tuồng, âm binh, tay sai, những youtuber chửi cộng để kiếm cơm, diễn tuồng để tạo cái hình ảnh. Mà giống như Khải nói, Khải còn giải thích có cái tập đoàn để mà xây dựng ra những cái kênh YouTube triệu sắp triệu view để nó lòe đồng hương, lòe thiên hạ, rồi tụi nó cấu kết với nhau, lúc cần nó đưa cho mấy thằng này ra vẻ ồ tụi tao chống cộng nè, tụi tao chửi cộng ra rã hàng ngày. Nhưng mà anh biết rồi, thật sự không có. Giống như nếu mà chống cộng, tại sao bà Michelle Steele vinh danh Hồ Xuân Sơn, tại sao Chí Tạ ký hợp đồng với Ngô Thanh Vân để mà đòi gây quỹ 40 triệu đô la. Anh mới đi dự cái buổi mà của Bộ Ngoại giao họ tổ chức gần đây để qua Hollywood mời gọi đầu tư đúng không ạ? Thì có thể là Chí Tạ nó đi trước cái Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Việt Nam rồi. Nó đã biết cái đường là sẽ về Việt Nam làm phim rồi, có phải vậy không? Khi mà gọi là muốn thành lập hãng phim để mà kêu gọi là huy động vốn, anh huy động vốn anh lên Hollywood ông anh đóng phim à? Hay là anh có tiền rồi anh về Việt Nam anh xin phép nhà nước cho tôi về đây làm phim. Có nghĩa là tụi này nó không hề chống cộng. Kể cả anh nhớ là Charlie không? Charlie cũng vinh danh một đảng viên cộng sản là diễn viên Bình Minh, có phải vậy không? Thành ra những người này Khải biết, và bản thân Khải không cần như ông Ngô Kỳ đâu. Ông Ngô Kỳ cũng hù dọa chứ Khải bảo đảm danh. Bây giờ quý vị nhìn lại những gì từ đó giờ Khải nói là có cái nào mà Khải không, nói sai không? Bây giờ từ từ lòi ra là hoàn toàn những lời tố cáo của Khải là hoàn toàn có cơ sở, có thật hết. Giờ Khải nói luôn, tụi này nó nhận tiền của những người quý vị có thể gọi là cộng sản, đảng viên hay là thân cộng gì đó. Khải không cần nói tên mà Khải nói thẳng, từ Charlie cho đến Chí Tạ nhận biết bao nhiêu tiền rồi. Khải có thể khẳng định chuyện đó có luôn. Mà qua cái đường dây Andrew đổ mà liên quan đến mười mấy triệu dính vô hết. Thành ra cái tụi này nó rất là tệ, nó là bại hoại. Nó chỉ là cái đám bịp bợm thôi, phường tuồng bịp bợm. Thành ra Khải buồn là có hai điểm, xin lỗi trở lại câu hỏi của anh. Khải rất buồn là người Việt mình á, những người quốc gia chân chính á, thì tại vì cái tinh thần gọi là căm thù cộng sản, cái lòng thù hận hoặc là cái quá khứ đúng không ạ? Có những cái ân oán với đảng cộng sản đó, với chế độ Việt Nam bây giờ đó, nó quá sâu đậm. Thành ra họ chỉ thấy những người nào mà chửi cộng là tự nhiên họ cái cảm giác là họ tin tưởng đúng không? Thỏa mãn, họ cảm thấy ồ người này đánh trúng cái tim đen của họ, là cùng cái tần số với họ. Còn những người như Khải mà cứ nói cái kiểu lưng chừng không có mạnh mẽ lên án cộng sản thì là sẽ bị tụi kia nó lèo lái, nó hướng dẫn giống như anh cũng vậy đúng không? Nó gọi là Vino, nó gọi là tay sai, nó kêu là thân cộng, nó kêu là thành phần thứ ba. Hello Kim Bình. Thành ra quý vị, bao nhiêu năm nay mình bị nó lợi dụng, mà chính ông Son Siêu, ông rất rành cái đó luôn chứ không phải là không. Ông sử dụng những người như Ngô Kỷ là ông rất rành cái chiêu bài, cho Ngô Kỷ lái cái xe cờ vàng mấy chục năm nay rồi. Nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ chống cộng, đúng không ạ? Thằng nào dám nhấn tao là chống cộng nè, tao mà không chống cộng không thằng nào mà. Có nghĩa là ông Ngô Kỷ chỉ cần ra đóng dấu một cái là người đó trở thành người Việt quốc gia, anh hùng chống cộng. Còn ông mà đuổi cái nón nào lên là thằng đó là thằng tay sai cộng sản, chỉ vì ông lái cái xe màu vàng mấy chục năm nay thôi. Thành ra những cái chiêu bài đó đến lúc là quý vị cần phải nhìn lại thật hư bản chất của sự việc. Dạ vâng, không thể để cho, tại vì cái lòng thù hận đó, người ta nói là giận quá mức khôn. Khải không nghĩ là đồng hương đương nhiên đồng hương phải sáng suốt thông minh giỏi giang hơn Khải, nhưng mà tại vì cái lòng sân hận. Thành ra người ta chỉ thấy ông Ngô Kỳ, ông chửi Hồ Chí Minh, ông gọi thằng, ông chửi này chửi kia là tự nhiên ô này chống cộng, này giỏi, này ngon. Còn trong khi thấy Khải Đào là họ không tin. Nhưng Khải muốn, Khải hy vọng trong tương lai quý vị phải xem xét, so sánh, đối chiếu
tìm hiểu thật rõ cận nguồn để thấy rằng tụi này nó chỉ diễn thôi, nó chỉ lợi dụng, và họ biết rất rõ chuyện đó và họ cười nhạo trên đầu chúng ta khi họ lợi dụng được chúng ta. Như vậy là nói là họ lợi dụng, nếu mà phải nói là cái sự ngây thơ hoặc là cái sự hời hợt, đúng không ạ? Tại vì nhiều người cũng không có thời gian, thành ra họ cứ đóng cái vai và họ là muốn nghiễm nhiên đó anh, họ lường gạt để họ chễm chệ là giành cái ngôi vị độc quyền chống cộng. Từ cái vai trò cái vị thế độc quyền chống cộng đó bao nhiêu năm nay anh thấy không, họ trở thành búa già bù sa. Mà mấy chục năm nay anh còn nhớ bác Nguyễn Mạnh Cường bác nói cái câu là buôn hận thù bán hàng giả, chỉ có Khải thấm được cái câu đó thôi. Bác Nguyễn Mạnh Cường buôn hận thù bán hàng giả, thành ra Khải thấm được cái câu đó. Anh thấy Khải làm việc với bác Cường mấy và đến ngày hôm nay Khải hy vọng quý vị hiểu được cái vấn đề buôn hận thù là tụi nó lợi dụng cái lòng hận thù, cái mâu thuẫn quốc cộng để mà họ khai thác cái lòng hận thù, để mình giận quá mình mất khôn, mình không có tìm hiểu cặn kẽ, để mình không thấy tụi nó chỉ là bịp, tụi nó đóng tuồng thôi, để làm sao tụi nó có gọi là thâu tóm quyền lực đó anh, tụi nó có quyền lực để tụi nó sao giống như ăn đổ, để tụi nó tư túi, tụi nó trục lợi thôi, vinh thân phì gia, chứ hoàn toàn không có chuyện mà cộng đồng chống cộng gì ở đây hết. Thành ra thưa anh là giống như anh nói là nếu mà cộng đồng mình á thì Khải nghĩ thứ nhất là không có nên tiếp tục để họ lợi dụng cái lòng thù hận cộng sản của mình. Khải không kêu gọi đừng thù nữa, Khải chỉ nói là đừng có để họ lợi dụng thôi. Và Khải có thể khẳng định là họ, tức là Khải đã từng làm việc với họ, Khải biết cái chuyện đó, tức là họ khai thác cái lòng hận thù để họ kiếm phiếu, và khi có phiếu rồi thì giống như nãy mình trở lại là anh Thái Nguyên của băng đảng của họ ha, từ Trùng Thái Văn anh nhớ đào tạo ra, mà anh thấy những người như Janet khi mà không nghe lời thì anh thấy họ làm cái gì, họ trù dập, họ đánh phá. Có thể anh không tin, Khải không có muốn đưa anh vào cái thế phải ủng hộ người này ông kia, Khải chỉ nêu ra cái sự kiện anh thấy gần đây là do kể cả Charlie. Có phải giờ Charlie cũng bị tình trạng đó, và cách đây mấy năm là gì, Kimberly Hồ. Thành ra cái gì là sao, cái này là có nghĩa là chỉ có những người nào nghe lời họ, phục vụ cái là theo cái sự điều khiển của họ, sai khiến của họ, đúng không ạ, để mà sao là phục vụ cái nhu cầu, phục vụ cái quyền lợi của họ. Nhưng mà hôm nay Khải nói thẳng, không phải quyền lợi của bố già Trần Thái Văn, mà chùm cuối, tức là ông tổ, bà mẹ, cha mẹ của bố già là ông Sean Steele và bà Michelle Steele. Cảm ơn Khải rất nhiều đã chia sẻ những cái thông tin vừa qua. Và trước khi kết thúc thì anh có lời nhắn nhủ gì đối với cử tri, đặc biệt là những người mà họ có thể lưỡng lự hay là chưa biết chọn để bầu phiếu cho ai thưa anh? Khải tiếp tục kêu gọi là người Việt bỏ phiếu cho người Việt. Chỉ có cái là thay vì chúng ta bị lừa một lần, đúng không ạ? Giống như mình thất tình một lần, không thể nói mai mốt tao không muốn quen phụ nữ nữa, tao dẹp phụ nữ là xấu xa hết. Mình bị lừa thì mình phải nhìn lại tại sao mình bị lừa, đúng không ạ? Mình học cái bài học để mình cố gắng mình không bị lừa nữa. Khải xin lỗi, là cũng không phải nói kỳ thị nam giới, Khải đang nói chung chung là nam nữ, không phải là tại vì tự nhiên cái bây giờ vì anh bị thất tình mấy lần anh ấy anh đi tu hay là anh đổi qua anh quen với đàn ông à, ví dụ như vậy, đúng không? Không, mình vẫn phải bỏ phiếu cho người Việt, chỉ có cái là mình phải cho là chín chắn hơn, phải tìm hiểu kỹ càng hơn, cặn kẽ hơn, và khi quyết định một cách gọi là đúng đắn hơn. Và đương nhiên cái mà Khải kêu gọi là bỏ phiếu cho những ứng cử viên Việt độc lập mới, đúng không ạ? Để giống như Khải nói, nếu mà họ đáp ứng cái kỳ vọng, giữ được cái lời hứa của họ trong lúc vận động tranh cử thì mình tiếp tục mình bỏ phiếu cho họ. Còn nếu mà họ phụ lòng kỳ vọng của mình mà họ rõ ràng họ không giống như Nam Quan, đúng không? Cái lúc mà mới ra thì thấy hứa hẹn thấy ghê gớm lắm mà cuối cùng nó không đúng như ý mình thì mình không bỏ phiếu cho họ nữa. Và quan trọng hơn hết, cái trường hợp của Nam Quan nó áp dụng vô cả nguyên một cái băng đảng tập đoàn của những người quý vị nhìn là những người mà đã là dân cử gốc Việt bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu nay rồi, cũng băng đảng với nhau, bây giờ giả vờ chia phe ra, giả vờ quý vị để coi bây giờ họ trong lúc tranh cử còn có 3 tuần nữa họ chửi nhau như mổ bò. Nhưng mà quý vị tưởng tượng sau ngày bầu cử, giống như giờ ông Ngô Kỷ bắt tay lại với Nam Quan thì sau ngày bầu cử họ cũng sẽ ngồi lại với nhau nhậu nhẹt cùng ly, khinh tụi mình là ngu dốt,
là bị họ lừa. Tại vì cuối cùng cũng là băng đảng của họ, là không người này người kia cũng cùng băng với họ, làm sao? Là cũng là âm binh tay sai của phe đảng Michel Steele thôi. Có nghĩa là Khải kêu gọi là không bỏ phiếu cho những người nào có dính đến băng đảng Michel Steele.